Trước hết là xin cảm ơn chủ tọa đoàn. Có cái điều lý thú này chúng ta đang ở cao, chúng ta sẽ xuống dưới mặt đất, bởi vì chúng ta lại đi vào những cái cơ bản, đi những cái Có đồng asthma rồi ultimate asthma rồi các điều trị sinh học. Bây giờ chúng ta lại trở về nội khoa. Vâng. Đây ban tổ chức phân công thì chúng tôi thực hiện như vậy. Trước hết chúng ta biết rằng là hen phế quản, hay trong miền Nam gọi là hen suyễn, mà dùng từ hen suyễn tức là Bắc và Nam. Thế còn suyễn thì ở miền Nam hay dùng, còn mà hen thì ngoài Bắc hay dùng. Vì vậy chúng ta dùng chữ hen suyễn. Trước hết để nói về bệnh hen thì chúng ta biết rằng là hen phế quản theo GINA 2014, từ 2017 đến 2019 mới nhất, thì vẫn định nghĩa rằng hen phế quản là một bệnh lý đa dạng ở biểu hiện viêm mạn tính đường hô hấp. Cái lưu ý thứ hai trong chẩn đoán này đấy là trong tiền sử có bốn dấu hiệu: ho, khò khè, nặng ngực, khó thở. Và cái chú ý thứ ba đấy là cái chức năng hô hấp và cái diễn biến của hen nó rất đỏng đảnh, tăng lên hoặc giảm xuống bất thường. Đấy là cái về hen từ 2017 đến 2019 vẫn duy trì cái chẩn đoán đó. Trong điều trị hen thì chúng ta biết rằng có hai phần. Phần thứ nhất là điều đã khi đã được chẩn đoán hen rồi với bốn dấu hiệu: ho, khò khè, nặng ngực, khó thở, nhưng chỉ một trên bốn dấu hiệu đó mà có biểu hiện sau: xảy ra thường về đêm về sáng, liên quan đến thay đổi thời tiết, tăng lên khi tiếp xúc với các yếu tố kích thích và tái đi tái lại nhiều lần, chứ không phải hen chỉ hoàn toàn đủ bốn cái dấu hiệu đó. Nhiều khi chỉ cần một dấu hiệu đó, nhưng với bốn đặc điểm đó chúng ta đã chẩn đoán về hen. Để điều trị về hen chúng ta biết rằng có hai vấn đề lớn: cơn, hai là duy trì. Vậy cắt cơn chúng ta sẽ làm ở đâu, và ở đối với hen cơn hen cấp như này thì định nghĩa lấy ở đâu? Chúng ta đã biết rằng muốn chẩn đoán một đợt cấp tức là phải trên một bệnh mạn tính. Thứ hai, những triệu chứng của bệnh đó tăng lên hoặc là xuất hiện những triệu chứng mới. Thứ ba là xét nghiệm thì vẫn là những chất cũ nhưng mà cái hướng chiều hướng của nó nặng hơn, tăng lên và xuất hiện những xét nghiệm mới. Và muốn để giải quyết được cái hen này là phải thay đổi phương thức điều trị, không điều trị như cũ nữa. Đó là để điều trị hen phế quản đợt khởi phát, đợt cấp. Thế vậy chúng ta sẽ điều trị như thế nào? Dựa vào bốn mức độ phân loại của hen: mức độ nhẹ, vừa, nặng và nguy kịch. Có 10 dấu hiệu. Thì dấu hiệu ban đầu là lâm sàng, chúng ta hãy lưu ý từ cách ngồi, từ cách thở, từ nhịp tim, rồi nhịp vân vân, 6 vấn đề cơ bản của lâm sàng thay đổi thì chúng ta đã chẩn đoán được nhẹ, nặng và nguy kịch. Khi mà nói được, chỉ nói được từng cụm từ, khi mà cái nhịp thở trên 30 lần phút, khi mà mạch trên 120 lần phút thì chúng ta đã chẩn đoán đây hen nặng. Còn nặng hơn nữa khi mà vâng, có lẽ không không cần tôi bắt thuộc rồi. Vâng, đây là đợt cấp như thì chúng ta đã nói. Và dựa vào đâu để chúng ta điều trị cấp đó? Thì dựa vào phân loại của Gina theo mức độ nhẹ, vừa, nặng và nguy kịch của cơn hen. 10 dấu hiệu, nhưng tôi rất lưu ý về 6 dấu hiệu ban đầu thường dùng ở lâm sàng ở các bạn đây, các tuyến, từ tuyến địa phương đến các cái chỗ cơ sở. Thì khó thở, nói, chi giác, nhịp thở, khò khè và mạch. Chúng ta dựa vào đấy đoán. Vậy thế điều trị ở cộng đồng và ở nhà ở đâu thì mức độ nhẹ và vừa khi chúng ta sử dụng như thế, còn nặng và nguy kịch chúng ta bệnh viện thông thường là như vậy.
Chúng ta đã biết rằng thuốc cắt cơn, lại nhắc lại điều trị hen. Trước hết có Saba. Thứ hai, chúng ta có thể dùng anticholinergic tác dụng ngắn. Thứ ba, phối hợp giữa Saba giữa và Sama, đọc Combiven và Beruan. Thế rồi phối ngay thuốc phối hợp giữa Laba, tức là thuốc giải quyết cơn hen phế quản tác dụng dài, và corticoid. Nhưng cái thuốc, có một cái loại thuốc mà cái khởi phát của nó rất nhanh, và vì vậy chúng ta có thể dùng thuốc cắt cơn. Và chính vì vậy trong JINA 2019 cũng đã đưa, khi xuất hiện những cái cơn có thể trở lại thì ngay từ bước 1 đến bước 5 chúng ta đều có thể dùng cái thuốc này. Thế rồi thuốc xăng tin, và cuối cùng đấy là corticoid. Thì chúng ta thấy xem thuốc cắt cơn như thế nào. JINA 2019 có một cái sự thay đổi cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng tôi cũng lưu ý rằng khi mà xuất hiện cơn khó thở thì cái thuốc quan trọng và đầu tay vẫn là Saba. Và xịt như thế nào dùng cho bệnh nhân thì nó lại thay đổi tăng liều hơn, là từ 4 đến 10 lần trong 20 phút đầu. 4 đến 10, trước đây là thấp hơn, bây giờ lại 4 đến 10, 4 đến 10, 2 trong 1 giờ đầu 3 lần để chúng ta xử lý. Hầu như là chúng ta giải quyết được. Còn thuốc khác nữa, đấy là Sama anticholinergic. Không có cái cơ bản này thì chúng ta lại dùng cái Atroven 20 microgram, có thể 2 đến 4 nhát. Beruan, tức là cái phối hợp giữa phenoterol và ipratropium, có thể 2 đến 4 nhát. Hay là Combiven, đấy là phối hợp giữa ipratropium và Saba, thì chúng ta lại có thể dùng 2 đến 4 nhát. Và trong thuốc cắt cơn đường xịt này còn cái thứ ba nữa là Laba khởi phát nhanh cộng với ICS, như là formoterol cộng với budesonide, mà chúng ta có thể sử dụng được 2 nhát buổi sáng, 2 nhát buổi chiều, mà thông thường trong cái giờ đầu là 2 nhát và có thể dùng đến 4 nhát được. Nếu không có thuốc cơ bản cắt cơn đó, chúng ta có thể dùng đường uống. Đây là trong tất cả những cái tình trạng ở các nơi, chúng tôi có thể thêm cả những thực tế đó. Theophylline có thể tác dụng nhanh, có thể 1 đến 3 viên. Hay là chúng ta cường beta 2 dùng salbutamol 4mg cho người lớn, 2 cho trẻ em. Nhưng hãy nhớ rằng những người mà bệnh suy tim thì mất bù dùng cái này khi này rất là nguy hiểm, bởi vì chúng tôi đã gặp những trường hợp bệnh nhân dùng xong salbutamol thì tim đập rộn ràng, chân tay run lẩy bẩy và bỏ đến bệnh ở phòng khám để tiếp tục để cấp cứu. Rồi chúng ta có thể corticoid phối hợp để trong điều trị như metoprednisolone 16mg 2 viên đối với người lớn, thì trẻ em thì 2 viên 4mg, hoặc dùng prednisolone. Nếu chúng ta không có cả thuốc uống đó mà lại có máy dùng khí dung, chúng ta đã biết rồi, khí dung chúng ta có rất thường có, và nhiều khi đến các phòng khám người ta cứ khi bị hen cái là trang bị ngay máy khí dung. Nhưng tôi hoàn toàn có những cái cần có thể nhắc nhở một chút đối với bệnh nhân. Không phải bệnh nhân nào chúng ta cũng đi dùng khí dung. Vì khi chúng ta dùng khí dung có nghĩa rằng những cái thuốc thông thường định liều hàm lượng thấp để không giải quyết được thì chúng ta dùng khí dung mới có hiệu quả. Bởi vì dùng mỗi lần khí dung là gấp hàng chục, vài chục lần cái lần xịt vào trực tiếp vào họng. Mỗi lần xịt tiếp vào họng Ventolin 100mg. Khí dung trẻ con 2,5mg, tức là bằng 2.500g, gấp 25 lần. Tất nhiên qua đường nó sẽ khác đi một phần. Tức là người lớn thì gấp 50 lần. Những lần xịt như vậy. Như vậy chúng ta hãy xem rằng nếu mà chúng ta xử lý được bằng cái khí dung thông thường, bằng xịt và đường hít kia thì vẫn tốt hơn khí dung. Không có Ventolin, chúng ta dùng Briconine, người lớn 0,5g 20ml, dùng trong 20 phút một ống, 20 phút một ống. Và hoặc là thuốc phối hợp beta 2 agonist cộng với anticholinergic như là Combiven, dùng 2,5ml một ống, chúng ta có thể dùng. Hoặc Beruan là phenoterol cộng ipratropium 1 đến 2 ml chúng ta cho khí dung. Đó là khi chúng ta bị gặp được những trường hợp mà khó thở ở cộng đồng và ở tuyến cơ sở. Chúng ta lại theo dõi sau 1 giờ tốt hoàn toàn. Xin lỗi, cái chỗ này là đây, tốt hoàn toàn thì chúng ta xịt thưa hơn 3 đến 4 giờ một lần, 1 2 ngày, liên lạc với thầy thuốc. Cải thiện được ít, tình trạng vẫn chưa được tốt thì xịt thuốc tiếp thêm cắt cơn mỗi 2 giờ, uống thêm corticoid như là metoprednisolone 16mg 2 viên đối với người lớn, trẻ con 4mg 2 viên trẻ con nói chung.
còn thấp hơn nữa chúng ta lại giảm liều, đi ngay bác sĩ. Và nếu tình trạng càng ngày càng nặng sau 1 giờ thì xịt thêm nhanh hơn 20 phút một lần thuốc cắt cơn Saba, xịt cholinergic nếu có thêm, corticoid uống và đi nhập viện ngay. Như vậy sau 1 giờ ở đây chúng tôi muốn nói đang dùng cho giải quyết ở tuyến cơ sở, ở nhà của bệnh nhân, mà chúng ta có thể dùng với 3 cái cách thức như vậy và 3 mức độ như vậy. Còn nếu mà sau 1 giờ không giải quyết được thì chúng ta phải đến bệnh viện. Vậy đến bệnh viện khi nào? Phân loại nặng và nguy kịch theo Gina cũng 10 cái chỉ tiêu. Chỉ 6 chỉ tiêu lúc ban đầu chúng tôi đã nhắc lại. Tiếp theo, chúng ta thấy rằng khi mà mạch đảo, khi mà PF nhỏ hơn 60%, khi các cái dấu hiệu đo như là PaO2 thì nhỏ hơn 60%, hoặc là PaCO2 nhỏ lớn hơn 45mm thủy ngân, rồi SAO2 là chỉ còn nhỏ hơn 90%. Thì lúc đấy là nặng rồi, và liên tục tiếp theo không nói được, tình trạng lơ mơ bạch nghịch thường và tình trạng nguy kịch, thì đấy là chúng ta phải điều trị ở bệnh viện. Và có thể chúng ta không gặp những cái giai đoạn đầu, nhưng mà gặp ngay cái mức độ nặng thế thì chúng ta phải lưu ý chuyển ngay đến bệnh viện. Và đây là một hình ảnh có thể từ các tuyến xa đến trung tâm. Điều trị cân nặng ở bệnh viện chúng tôi chỉ nhắc có 3 vấn đề, 3 thứ thuốc bao giờ cũng nên dùng. Đấy là Saba tác dụng ngắn, thứ hai là oxy, và thứ ba là corticoid. 3 vấn đề đó, giờ đầu giải quyết, giờ thứ hai tiếp theo không giải quyết được, chúng ta tiếp tục có thể dùng thêm ipratropium khi dùng, hoặc là sunfat magie 2 gram chuyển tĩnh mạch trong 20 phút. Mức độ tiếp theo, sau 6 giờ đến 12 giờ chúng ta tiến hành khi cấp cứu ở bệnh viện thì vẫn 3 cái thuốc đó, nhưng nếu mà trước đây chưa dùng corticoid thì chúng ta lại dùng tiếp. Chúng ta có dùng thêm cường beta 2, lúc này chúng ta phải tiến hành đi đường chuyển, còn dùng cái dung không có hiệu quả thì dùng 0,1 đến 0,15 microgram trên phút, có thể cứ tăng liều dần sau 5 phút, và chúng ta có thể tăng theo cái mức độ 0,1 microgram trên gram mỗi phút, có thể tăng lên đến 4 microgram trên giờ. Rồi khi dùng cholinergic chúng ta dùng, và corticoid nếu chưa dùng chúng ta lại dùng tiếp. Chúng ta có thể xem xét dùng diafiline một ống tiểu tĩnh mạch với 5 gram trên 1 kg. Ví dụ như là một cái ống để 240 mg, chúng ta dùng cho một người, nhưng đừng dùng quá 2 ống đó trên một ngày. Sau 12 giờ nếu cái tất cả những vấn đề đó mà không giải quyết được thì chúng ta có thể tiến hành đến điều trị cơn hen phế quản nguy kịch. Và thời gian không cho phép thì tôi nghĩ rằng cái này dành cho cái điều trị ở những khoa hồi sức cấp cứu. Cuối cùng xin cảm ơn các thầy thuốc của các bạn.